cá nó đẹp lắm trời, cá này nè, nguyên bó nó đẹp lắm. Rồi qua đây test máy cho bà con coi, còn miếng bình nó đâu đã đời. Để nữa lấy cái bình câu đi vô thử cái cốc đài đó đàng hoàng. Mà cốc đài ghim chưa chạm luôn, cốc đài này cho em ghim chưa chạm luôn, máy đẹp nè. Cái lóc nồi nó còn sáng giới đẹp vậy nè. Dầu đạp sáng giới đẹp luôn nè. Rồi máy nước nhôm nguyên zin đẹp nè ha, lồng nhôm nè. Bình xăng xanh lè. Nồi chả còn nhẹ nhẹ rất là đã, chạy rất là bốc nha. Nồi đầu nồi nguyên zin chả nhẹ nè. Máy là không kêu rõ gì, không hú hí chưa nha, đầu bò rất đẹp luôn. Lá cờ đây. Lá cờ cái nghĩa đây. Chưa chỉnh xúc bắp xúc biết chân hàng còn trên máy. Đó, máy ET. Máy này mà đưa lên phu 1 hoặc là quanh pha lốc trắng nào đó dít ít đó thì chạy là hì hì luôn đó. Máy như đạn nha. Rồi nó anh em nào mua thì 15 triệu đây. Dạ xe đã hạ đây, cục máy cực kỳ là chắc. Thì xe bên mình bán giấy tờ đầy đủ. Đó. Xe mua nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng, giấy tờ đầy đủ, bản số với đăng ký xe đây. Số máy là 028057. Rồi 028066667. 667. Tại dán cái này mi dán cái này 667 á. Đó, giấy tờ hợp lại đàng hoàng chân nha. Mua quán bên em mà khỏi sợ tầm 73 bà con, bán tầm 73 không có mua đâu. Máy cho bà con coi thì cục máy phu 1 ET nha, mà máy cọp dữ lắm nha. Cái máy thì nổ chúng ta test đó. Hay chạy giọt ao vậy đó, mà máy thì cam ti thục thịt, không kêu rõ, không có kêu bật đạn dên, không có kêu bật đạn nồi, không có kêu bật đạn lốc vậy trơn, không có xào bật đạn, không kêu lục cập như những chiếc phu Chanel thì nó sẽ kêu lục cập à. Còn phu chờ 1 với 110 ngày xưa á là tủ sủ đó. Cái máy này tủ sủ là tủ con trâu nè, trâu bò lắm. Máy thì ốc đầu bò còn rất là đẹp nha. Hôm qua lá cờ lá bọng còn trơn, ông rửa gãy trơn, gãy chùi lá cờ mẹ trời. Rồi phần giấy tờ này cho qua đi. À, xịt rồi. Như được rồi. Hôm qua lá cờ ta dung trùng rửa gãy mẹ trơn này. Nè, ốc đầu bò này còn vàng ươm nữa ha. Nói bà con coi gãy hai xúc bắp chưa chỉnh nha. Xúc bắp chưa chỉnh gòn nè, gòn. Để em chia sẻ cái cách phân biệt đầu ghim và đầu đã bằng máy đó. Thì ở đây bằng kinh nghiệm nghề nghiệp thì em xác định ghim 100% là ghim 100% đó. Còn ghim là ghim, còn gớt là gớt, khẳng định mạnh mẽ một tiếng một, chứ không có nói tiếng thứ hai mà lưng bận không biết cái này ghim không ta, hay là chắc ghim quá không có. Cái này là bao ghim 100%, bao rồi máy bao là cực kỳ là im đó. Thì kinh nghiệm nghề nghiệp của mình mà, người ta khách ta không biết thì mình phải bao cho người ta. ET-7 máy Thái ET, còn máy Việt Nam sẽ đóng HVN đó. Hôm gọi cục HVN là bán 10 triệu, cục HVN hôm gọi bán 10 triệu. Cái này là máy Thái 15 triệu, cái xe em mua là nó chênh lệch với cái xe kia tới 10 triệu. Nó ET nó cao hơn xe HVN tới 10 triệu. Nè, ốc đầu bò nè, còn vàng ươm luôn. À, hôm qua con lá cờ cũng còn rửa gãy nè. Nó con ngày xưa con người ta là khi khô á nó sẽ xanh vàng, khi ướt nó bề sẽ xanh, nó im vậy đó. Hôm qua con lá qua lăng lưới điện người ta cũng còn trơn, ông nội này cũng tháo rửa gắt mẹ trơn.
nè, gon chén xăng cổ xăng nó cũng là xanh vàng vậy đó. Đây ốc sao đồng này kêu nguyên zin, nó trăm mà phu chờ một quá, phu chờ một 110 thì nó sẽ là KFL y gan qua 110 thái vậy, đầu ET cũng y gan qua 110 thái vậy, không khác gì chân. Rồi gon gách đây, đứt cái lá cờ. Đó, nước sơn lóc là sơn zin 100% đẹp keng như thế này đây. Đó. Ở đây nó sẽ có cái gon lá cờ đây nữa nè. Này ít có ai biết lắm, nếu mà chúng ta coi con lô nó không có đâu. Nó con xanh vàng đây nè. Rửa cái ra đồ đẹp rất là đẹp, rồi dây nhợ là còn mềm ẩm mềm mèo luôn ha. Dây này là dây báo số lên bình thường, còn dây là qua lăn rửa quá mềm. Mềm êm lắm. Rồi có cộng dây thông cho ngoan cái này. Đó. Rồi dây nhợ còn mềm êm nè. Thì cục máy này là 15 triệu á, cho anh em chơi cục máy căng đét nè. Máy bao gồm mà có boe ốc tán còn xanh dần luôn nè. Máy đẹp thì xe đẹp, mua mắc tiền thì gỡ ra cái gì nó cũng im, không có bỏ món, không có bị rớt món. Lấy hai cọng dây lông bẹ cọc hai cái con ốc aco này để nó mắc aco này uổng nè, nó rớt mắc aco của cái này nè. Boe cái dít nè, nó siết cổ dây que vô que còn khá đẹp nha, còn ha chưa xịt miếng dầu muốn dít thì chân ốc còn tán khá đẹp. Rồi trở lại phần máy đi. Đó. Phu một là cái cốt lõi nó dài ra như vậy đây. Còn mấy cái này là nó còn y thinh luôn, còn rất là đẹp luôn chứ. Nè. Không có bị mòn cốt này chân ha. Măng cá nè, măng cá sơn zin đẹp, nó đồ nó cáp lời nè, đẳng cấp của dòng xe Honda Việt Nam ngày xưa là Phu 1, đẳng cấp quốc tế luôn, nhập từ Thái về hàng ba cọc của Việt Nam là áo mình sườn gáp tại Vĩnh Phúc. Ngày xưa á, nó thiết kế cho bò vậy lắm, thùng xăng lớn nữa, tên là 3 lít rưỡi mấy. Ngày xưa thiết kế hay thông minh lắm. Đây còn rất là đẹp luôn. Máy Phu 1 là 15 triệu. Cái lóc nè. Đó, lóc sơn zin 100% nha. Sơn zin 100% là bao. Bao zin 100% cái bảo vệ này cũng còn trên máy mình hạ xuống còn y vậy nè. Máy đưa vào số luôn, cần số với dàn đạp luôn đây đó, với cái bách bưng lầm là có bộ combo máy đó, máy này sẽ bán chung như vậy đó. Bách bưng lầm chưa có rửa nữa. Thì bầu mọc zin chưa rửa là gì nè, nó còn vàng nhưng mà nó đóng đắt nè. Vậy yeah. Để nữa sẽ rửa lại. Cần số của Phu 1 sẽ chữ L, của anh 110 sẽ chữ V, hàng zin trong xe thì chữ T ở đây, còn Alpha là chữ V, không có chữ T. T đây nè. Phu 1 là chữ L, còn có tem lỡ là chữ C đó, mỗi món mỗi riêng. Số đẹp quá trời luôn, 201 thì 23 năm rồi, đẹp quá trời luôn nè. Này nó hơi mòn gót mòn à, xì sáng đẹp. Còn giò đạp này là tới nái luôn nhé, này nhớ cái giò đạp này. Đầu thì nó cũng đẳng cấp cái gian đầu 110 á, nhưng mà giá thành thì nó sẽ nới hơn rất là nhiều. Máy Phu 1 là nếu mà xài kỹ, nó thật sự là xài kỹ có thể đi được 200.000 cây số. Máy ET đi được 200.000 cây số luôn á. Chúng ta xài nhất kỹ thì 1.000 cây, 1.200 chúng ta thay 1 lần là đi 200.000 cây số phải ghe luôn. Lộn đồng hồ 2 tua luôn đó. Rồi cho khoan nè, mình xăng đẹp nè, chưa có vệ sinh vệ xiết gì cho nha. Chế ra là cực đẹp luôn nha.
máy là em bao phần máy là cực kỳ liêm, chơi ga quá đẹp luôn. Dạo này thì sẽ tập trung bán đầu xe Hà Nội nhiều hơn, đầu mới cũng còn chút ít phục vụ cho bà con, đầu mới giờ bán rất là chậm. Bỏ chờ bình xăng ha, xanh dờn ha. Ngày xưa nó làm vậy đó, xanh le vậy đó. Ở ngoài xanh hơn, máy ở bên ngoài đẹp hơn, sáng hơn, trong khuyên không hút bằng. Ở ngoài là mấy cái này sáng hơn, nó ghim chăm chăm mắt bò quá trời đẹp luôn. Này phải để em rửa ở đâu cái lá cờ còn là mấy ông thầy này mấy ông rửa ông làm lá cờ nó gãy rồi nó mất viên đi. Quá trời nước lóc đẹp ha. Rồi đó cho máy dựng đứng lên nó nước lóc ghim chăm chăm, nó có chạy 1-2-3 đốm chỗ này nè. Đó, cái máy này. Cái này là để gắn vô đặng mình rửa cho nước đừng có vô bên trong á, mình kỹ á. Thì mình dựng máy lên nè. Trời ơi, bình xăng đẹp thiệt quá. Bình xăng này còn nguyên ghim chưa giữa về chân mà nó còn dàn ươm luôn này nè. Ốc đầu bò dàn ươm ha. Ốc đầu bò dàn ươm đồ, đẹp thiệt. Chỉ có phu một mới còn được mấy cái xe cọp đến đây này. Phu một ngày xưa sản xuất nhiều dữ lắm, nhiều xe dữ lắm luôn. Người Việt mình lúc đó mua dữ lắm luôn cho nên giờ còn. Còn trăm mười thì nó mắc quá, lúc đó trăm mười nó tới 36 triệu lận. Mà nó 99 với 2000 36 triệu quá nhiều vàng, 7,8 vàng. Còn phu 1 thì đời 2000 201 rồi sau này thì nó giá nó sẽ sụt xuống. Quên cái vụ nhiêu tiền à, nhưng mà người ta sẽ được mua được nhiều hơn, xe có nhiều hơn nhiều. Bây giờ vẫn còn phu 1 đẹp nhiều hơn, gon gin con xanh vàng này ha. Trong này nó có một cái lá cờ đây nữa nè, để mình gã hoàng biết nó có lá cờ đó. Rồi cục máy phu 1 này bao cực kỳ liêm, đầu nồi rin bít chăm chăm nữa. Thì máy đẹp như sạch sẽ đẹp đẽ như thế này đây. Thì máy này combo máy bao gồm là máy bu e với cần số vô đạp này đó. Rồi không có dây điện sườn, không có IC bên sườn như chân nha, là 15 triệu đó. Rồi hạ máy xuống đi. Đưa lên cây sườn đi. Cây sườn của phu 1 luôn đây. Đó, anh em nào muốn chơi thì muốn chơi dọn xe đó. Sườn mình giấy tờ đầy đủ, với cục máy mình giấy tờ đầy đủ nè. Phu 1 là nó cái sườn nó sẽ sơn hai màu. Ở cái đuôi này nè, nó sẽ sơn những màu đen ở đây. Rồi dưới đây nó sẽ sơn màu đen, nhưng mà thân của nó là sơn sườn xám. Cái sườn phu 1 nó cũng xuống được sườn quay được đó. Nó xuống áo quay, bằng áo quay được luôn á. Chấn bao phu 1 gắn vô 110 được, kia đồng số khỉ gắn vô 110 alpha được luôn á. Chấn 3 nó gắn vô được luôn, chạy rất là đầm. Phu 1 đầm cực kỳ. Rồi cây sườn này rồi dựng đứng lên đây. Thì phần giấy tờ này em bán chung với máy ha. Còn cây sườn anh em nào muốn mua nè hả? Sườn dựng từ từ, lắc từ từ đi. Cây nông là cực đẹp nha. Cây nông là không có xét, không có gì mà một cây nông chân nha. Đó, cây nông y thinh nha. Cái miệng cây nông nè, y thinh nha. Trong cái sườn này nó sẽ một chỗ này trước. Rồi nó cái năm là còn y thinh như là ok đó, phần sườn đó. Rồi xây qua từ từ dặn chân. Sườn này chúng ta mua phải coi kỹ dặn chân, mấy cái này còn dính đất nè, chuyện bình thường. Mấy này nước sơn sơn ghim chăm chăm xanh dần. Qua nó rớt này gắn lại đó ha. Rồi sườn bên trên đó thì người ta sẽ sơn đen như vậy đó. Đây là ghim luôn nha, nước sơn này sơn ghim luôn, không phải là xịt lại nha. Ở bên trên là trên sườn đen, trên đây là sườn xám như nè. Đó, cực là em. Rồi, để nguyên nè.
rất là đẹp. Rồi sườn nó sẽ có bị dâm xét đây. Cái này là ngoài da không mà đâu có ăn vô thịt nó được đâu. Cái này là chỗ cái cặt tay nè. Nghiêng qua xíu đi, nghiêng qua đừng quay chỗ này. À thôi. Đó. Nó xét này nè, nó chưa có ăn vô gì chân nè. Ăn không nổi. À, mình muốn đẹp thì mình lấy nhám chào đây, mình xịt cái này là bắt đầu mình xài tiếp thôi. Không cần có đem ra tiệm nên chơi tốn tiền nữa. Rồi xe lại bên kia. Đấy giờ chưa xe không, xe qua bên kia cái nữa là cho bà con coi cái nữa là rồi. Nè, số sườn của em là ok nha. Sườn giấy là bình thường nha ha. Số nhãn hiệu. Đây. Số khung là 280629. 280629. Đây 280629 đây. À 280629 nè. Ok ha. Trời cái sườn nó im dữ ta. Đầu nó xanh nè. Nè ở dưới này hãng người ta sơn đen luôn dưới này luôn. Sườn khu một là hai màu. Rồi sườn này em bán có 800.000 à, rồi cho qua đi. Rồi xuống luôn. Rồi hết rồi. Clip sau đi. Clip sau sẽ quay những cái đầu vết của phu một nha. Rồi cảm ơn bà con xem clip em nha.